Cửa cuốn là dòng cửa được đánh giá cao về độ bền và tính an toàn, nhưng trong thực tế rất nhiều trường hợp kẻ gian đột nhập qua loại cửa này. Điều chứng tỏ kẻ gian vẫn tìm ra được những sơ hở có thể phá loại cửa này. Vậy mời bạn cùng tìm hiểu xem những kẻ gian đó đã phá cửa cuốn như thế nào, làm sao để có thể phòng ngừa. Cùng Quangdoor Việt Nam trả lời câu hỏi đó nhé. Các cửa hàng, nhà ở chứa rất nhiều hàng hóa và tài sản có giá trị. Tuy nhiên về đêm thì ít có ai trông coi. Khi đó hầu như mọi nhiệm vụ bảo vệ đều dựa vào thiết bị cửa cuốn. Cửa cuốn càng được sử dụng rộng rãi thì các vụ trộm cửa cuốn lại càng trở nên tinh vi hơn. Có rất nhiều cách để tên trộm phá cửa cuốn của bạn, từ cậy phá đến sử dụng các kỹ thuật công nghệ cao. Do đó, việc trang bị cho mình cách chống trộm phá cửa cuốn luôn hết sức cần thiết. Hầu hết các cửa cuốn hiện nay đều ứng dụng chức năng điều khiển để đóng mở cửa cuốn. Thường thiết bị điều khiển thường có mã số để bảo mật cửa cuốn và vận hành cửa thuận tiện hơn. Lợi dụng điều này, kẻ gian đã tìm cách phá loại cửa bằng máy dò mã. Máy dò mà được xem là thiết bị giúp dò tìm và nhận biết mã số cửa cuốn mà gia chủ khi đang cài đặt điều khiển. Thông thường kẻ gian thường sử dụng vật cứng, chịu lực cao. Khi cậy phá sẽ khiến cho cửa phát ra tiếng động lớn, mất khá nhiều thời gian để có thể xử lý. Đối với các dòng cửa cuốn chất lượng cao thì việc cậy phá thủ công dường như là không thể. Cách làm này chỉ hiệu quả đối với các dòng cửa cuốn giá rẻ, kém chất lượng. Để giúp sử dụng cửa cuốn an toàn nhất, chống kẻ trộm dùng thủ đoạn để phá cửa cuốn, người dùng nên tham khảo các biện pháp sau. Trang bị cho cửa cuốn một bộ điều khiển hiện đại để chống sao chép mã. Bên cạnh đó, bạn thiết đặt thêm các thiết bị phụ trợ như còi báo động, camera, chống cháy. Tránh chọn lắp đặt các loại cửa cuốn kém chất lượng, giá quá rẻ. Kiểm tra kỹ chất liệu cấu tạo, thiết kế tiêu chuẩn cho phép để kẻ trộm khó lợi dụng cơ hội để phá cửa cuốn. Hiểu biết được các kiến thức về thủ đoạn phá cửa cuốn của kẻ gian, điều này sẽ bảo vệ tốt nhất sự an toàn tốt nhất cho ngôi nhà của bạn. Hy vọng với những thông tin trên, bạn đã biết cách chống trộm phá cửa cuốn hiệu quả và đảm bảo an toàn cho tài sản của mình. Bạn muốn lắp cửa cuốn chất lượng và đảm bảo an toàn thì hãy liên hệ với Quangdoor Việt Nam qua số hotline 0931 911 368.